Giới lượng tử, đây là mốc quan trọng hướng tới phát triển máy tính lượng tử. Google cho biết trong thông báo ban đầu rồi sau đó rút lại. Google đã thực hiện phép tính bằng điện toán lượng tử cho kết quả trong 3 phút 20 giây, trong khi cũng phép tính này, siêu máy tính Summit nhanh nhất thế giới hiện nay phải mất 10.000 năm. Điều đó cho thấy phép tính Google thử nghiệm không thể xử lý trên siêu máy tính truyền thống. Google cũng trở thành tổ chức đầu tiên trình diễn cảnh giới lượng tử. Tuy nhiên, việc tạo ra siêu máy tính lượng tử ứng dụng vào thực tế vẫn còn mất nhiều năm nữa. Khi đó Máy tính lượng tử sẽ được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực như mã hóa, hóa học, trí tuệ nhân tạo, học máy, Google cho biết, máy tính lượng tử sẽ vượt qua giới hạn của định luật Moore, vốn quy định năng lực tính toán sẽ tăng gấp đôi sau mỗi 18 tháng. Google từng nói rằng sẽ đạt được tiến bộ lượng tử vào cuối năm 2017. Tuy nhiên, hệ thống 72 QUBIT do hãng này phát triển quá khó kiểm soát. Sau đó, Google phát triển hệ thống 53 QUBIT mới có tên Sycamore, chính hệ thống này được sử dụng để đạt được thành quả trên ngoài google ibm cũng đang chạy đua phát triển máy tính lượng tử đầu năm nay hãng ra mắt hệ thống system one tuy chưa hoàn chỉnh nhưng đã đạt nhiều thành quả đáng kể